Chuyển sang những thông tin khác của thể thao Việt Nam. Sau khi kết thúc giải đấu tại Đan Mạch, tay vợt Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự giải Super 750 diễn ra tại Pháp. Và ở vòng đấu đầu tiên, tay vợt nữ số 1 Việt Nam phải chạm trán với hạt giống số 3 người Trung Quốc Chen Yufei. Trong khi đó, thì một tay vợt khác của Việt Nam là Nguyễn Hải Đăng đang tham dự giải đấu tại Sydney, tiếp tục được hưởng trọn vẹn niềm vui. Hạt giống số 1 Nguyễn Hải Đăng duy trì phong độ ấn tượng tại Sydney International 2023. Tay vợt Việt Nam chỉ cần 27 phút để đánh bại đối thủ người Hàn Quốc Park Jung Hyuk 21-7 và 21-10. Ở tứ kết, Hải Đăng sẽ chạm trán hạt giống số 7 Jack Yu, trận đấu diễn ra vào ngày 21 tháng 10. Sau 9 ngày tranh tài, giải quần vợt vô địch trẻ quốc gia 2023 đã chính thức khép lại vào sáng ngày 20 tháng 10 trên cụm sân quần vợt thuộc khu đô thị Waterpoint Nam Long. Các nội dung đơn nam U18, đơn nữ U18, đơn nam U16, đôi nam U18 và U16 đã tìm được nhà vô địch, lần lượt là Đinh Viết Tuấn Minh, Phạm Xuân Vũ, Nguyễn Thị Mai Linh, cặp đôi Trần Quốc Cường và Đinh Viết Tuấn Minh, cùng với đó là cặp đôi Nguyễn Nam và Nguyễn Trung Khang. Nối tiếp giải vô địch trẻ quốc gia, vào ngày 22 tháng 10, giải quần vợt vô địch quốc gia Cúp Nam Long 2023 sẽ chính thức khai mạc.